Mấy đứa yên tình bay nè. Anh ổn ngoại xin lên coi cái ngoại. Ok. Dạ rồi. Giúp chúng tôi bằng cách là không quay phim, không chụp hình, không ghi âm, các chị nhắc dưới bất kỳ hình thức nào. Cảm ơn các chị. Một năm mà ai cũng muốn quên đi, tôi mình Hà là chỉ muốn nhớ mãi cái năm nay là vì vừa làm được một dự án rất là tuyệt vời cùng với nhạc sĩ Hoài Sa và các anh em trong ban nhạc, rồi vừa là một cặp thú hồn, rồi là cầu hôn, tất cả những điều mà chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống của Hà thì năm nay lại xảy ra, diễn ra cùng một lúc và Hà đón nhận mọi thứ dồn dập và cũng có rất là nhiều những sự bất ngờ đến với cuộc sống của mình. Và qua đây thì Hà luôn cảm ơn và trân trọng tất cả những tình cảm của mọi người luôn dành cho Hà, cả âm thầm và cả không âm thầm, lúc nào cũng đứng bên cạnh Hà và lúc nào Hà có dự án gì thì cũng ở bên cạnh Hà, đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ ở trên kia, rồi các anh chị em nhà báo và đặc biệt nữa là tất cả khán giả đã luôn luôn đồng hành cùng với Hà mọi dự án. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn những lời chia sẻ với chị Hà và có lẽ là Makeup artist Trí Chu, Makeup artist Cunile, Cunili, thiết kế mỹ thuật Nguyễn Đắc Phúc. Dạ, xin mời tất cả các anh chị sẽ cùng lên sân khấu đây ạ. Mọi người cẩn thận cái hai bên ạ, dạ nó hơi dốc chút xíu ạ. Songs 2020. Tiếp theo chúng xin được cảm ơn các đơn vị đồng hành, xin được mời lên sân khấu đại diện của thương hiệu nội thất cao cấp Phú Sinh. Thì là phim tư liệu lại là một trong những cái đề tài, những cái content khá là thu hút mọi người. Nên là thật ra lúc đầu cũng không định làm cái buổi lớn như vậy đâu. Nhưng mà sau khi mà chúng tôi đã deal được một cái hợp tác với cái nền tảng chiếu phim lớn nhất ở tại Việt Nam là Galaxy Lay và cái nền tảng chiếu phim lớn nhất thế giới là Netflix, thì chúng tôi rất là tự tin về chất lượng của phim, nên là mới có buổi ngày hôm nay. Thì thật ra cái phim này ngay cả Hà lúc đầu Hà cũng không biết về dự án này. Thường là ekip hay giấu Hà hay giấu Hà khi làm dự án, vì khi mà Hà biết thì Hà sẽ hỏi rất nhiều, nên là
giống như là đi giải trình trên phường vậy đó, nên là sẽ hạn chế chia sẻ đến khi có thành phẩm. Thậm chí là ngay cả mấy cái bìa album lớp sau gì á, là đến Hà cũng là người biết sau cùng khi mà ekip đã duyệt xong. Có nghĩa là chắc là cảm ơn Hà đã cho mọi người trong ekip khá là tung tẩy với mọi sản phẩm. Thì thực chất lúc đầu là đó chỉ là phim tư liệu về lớp son thôi, và dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 8, tháng 9. Nhưng mà sau đó thì có khá nhiều khoảnh khắc ý nghĩa trong cái lúc mà chúng tôi đặt những cái máy quay và ghi hình suốt khoảng thời gian của Hà. Nên là khi xem lại hôm qua ngồi ở đây test rạp cùng với Đinh Hải Yên Thư với một bạn nữa, thì cả hai cùng nhìn nhau và cảm thấy thú vị với bộ phim này. Vì có những cái khoảnh khắc rất là chân thật, và những khoảnh khắc đó thường là Hà sẽ không muốn chia sẻ. Là vì một là đang trong tình trạng quá xấu, hai trong cái tình trạng nó không có chỉnh chu. Mà sau khi xem cái phim này là Trung cũng cảm giác như vậy, là xem lại Trung trên phim này á, mình cảm giác mình không muốn xem lại những cái gì mà mình đã quay. Nên là cảm ơn Hà đã đồng ý để bộ phim này ra mắt trên cả nền tảng ở Việt Nam và cả nền tảng của quốc tế. Cảm ơn tất cả các bạn trong ekip, cảm ơn tất cả các anh chị nghệ sĩ, các bạn đối tác đã cùng đồng hành và say yes với chúng tôi cho dự án này, nên hôm nay có gần 400 người. Và thật ra cái vai trò mà của ekip đó, đóng góp được khá nhiều. Trên phim thì khi Netflix có yêu cầu là sẽ để tên đạo diễn, nhưng mà thật ra cái phim này nó có khá nhiều người tham gia, kể cả Thư, kể cả Di Ken, kể cả Thị Vân, Tiến Trần hay là Phúc Châu, và kể cả Trung, nên là chúng tôi quyết định là để đạo diễn là để tập thể Tiêu Sơn Team. Nên là cũng nhân dịp này thì muốn mời các bạn, những bạn khá là trẻ và những các bạn cũng khá là chịu khó mỗi khi Trung lập bàn bắt là dựng lại hết hoặc là xóa sụp quay lại mới gì đó. Nên là chắc là xin mời tất cả các bạn trong team Tiêu Sơn. Gọi là lúc nào cũng vì Hà và hy sinh cho Hà rất là nhiều và mang lại những giá trị của những cái sản phẩm này. Như mọi người cũng biết là Hà thì là người rất là khó tính, nhưng mà nếu mà đã hiểu rồi thì cực kỳ dễ tính. Và khi mà Hà đã tin rồi thì Hà không check một cái gì nữa. Và cũng giống như bộ phim này, có ai nói xấu gì trong phim mà về Hà thì Hà cũng chịu luôn. Bởi vì là phim này Trung quay, mọi người quay và mọi người dựng, mọi người lấy câu gì, cắt câu gì là bạn này. Chứ Hà không, hoàn toàn không hề biết và không động một giây nào ở trong bộ phim này. Thì ra qua đây cảm ơn Trung rất là nhiều, và cảm ơn Thư cũng như các em trong T-Production đã dành rất là nhiều tháng qua chỉ vì một bộ phim về Hà thôi. Nên yêu các bạn rất là nhiều. Dạ, dạ rồi, mà cái bây giờ sẽ... Tất cả các anh chị nghệ sĩ sẽ cùng đến đây lắp chụp chung một cảm ơn để ghi lại một trong những ngày rất đặc biệt như thế này ạ. Xin mời chị Hà xuống chụp hình ạ. Dạ, xin mời tất cả các anh chị nghệ sĩ luôn ạ, sẽ cùng xuống dưới này để chụp chung một tấm hình ạ. Xin mời chị Hà, xin mời anh Hưng. Dạ. Mình xuống dưới này mình chụp chung với lại ở đây cho đẹp ạ. Dạ. Thank you.